bít áo dài giải, giải bóng truyền nữ của Việt Nam. Tối 17 tháng 5, gala giải bóng truyền nữ quốc tế VTV9, Bình Điền 2019 diễn ra tại Rạch Giá, Kiên Giang. Các tiết mục được chờ đợi trong đêm hội ngộ này là phần thị mít áo dài và tài năng của các vận động viên dự giải. Phạm Thu Hà của đội chủ giải VTV Bình Điền Long An đoạt giải vận động viên người Việt Nam mặc áo dài đẹp nhất, truyền 2 sinh năm 1992, cao 1m75 đang thay thế xuất sắc vị trí của Hồng Đào để lại ở đội ở phần thi vận động viên người nước ngoài mặc áo dài đẹp nhất, Victoria Garrick của BIP, với phần thi ấn tượng, nụ cười tươi sinh, đã vượt qua nhiều chân dài của Trung Quốc, Thái Lan để nhận danh hiệu mít áo dài. Cô nhận phần thưởng cá nhân 700 đô la Mỹ Mỹ cho danh hiệu, đội BIP của Garrick đã vào bán kết, nhưng cô không thể tiếp tục tham dự giải vì bận việc riêng và phải bay về Mỹ sớm. Victoria Garrick, áo đen, sinh năm 1997, xuất thân trong một gia đình có truyền thống thể thao. Ông nội John Panagakis của Garrick Victoria từng là vận động viên bóng chảy của câu lạc bộ trường đại học Miami, trong khi anh trai Jonathan của cô là một golfer chuyên nghiệp. Victoria Garrick nổi tiếng trong trong giới thể thao học đường tại Mỹ. Cô có hàng trăm ngàn lượt người theo dõi trên YouTube, Instagram. Victoria Garrick chơi ở vị trí Libero. Cô mới thi đấu chuyên nghiệp được 5 năm sau khi chơi bóng chuyển ở các trường đại học. Lần đầu tôi đến Việt Nam, đây là một đất nước tuyệt đẹp, con người thân thiên và ẩm thực phong phú hy vọng tôi sẽ còn có dịp trở lại nhiều lần nữa. Cô gái sinh năm 1997 chia sẻ cùng VN Express. Bên cạnh chơi bóng chuyền, Victoria Garrick còn có khiếu ca hát. Tiết mục ca hát của Garrick và các đồng đội BIP được ban tổ chức trao giải nhì phần thi tài năng. Bên cạnh sự nghiệp bóng chuyền, Garrick còn lấn sân sang nghề người mẫu và đồng thời làm huấn luyện viên thể hình, chăm sóc sức khỏe qua YouTube. Các chân dài bình điền long an trong trang phục áo dài múa cùng nón giành giải nhất phần thi tài năng. Hôm nay giải diễn ra hai trận bán kết tứ xuyên, Trung Quốc, U23 Thái Lan, 16 giờ và Long An, BIP lúc 19 giờ. Đức Đồng